Bùi Hoàng Việt Anh là một người rất có duyên với trận siêu cúp quốc gia. Hậu vệ 24 tuổi đã 3 lần tham dự trận đấu đỉnh cao giữa hai đội vô địch hai đấu trường quan trọng nhất bóng đá Việt và giành chiến thắng cả 3 cùng câu lạc bộ Hà Nội. Khi kết thúc mùa giải 2023, Việt Anh quyết định rời đội bóng áo tím để chuyển sang câu lạc bộ Công an Hà Nội, Công an Hà Nội. Tình cờ đây là đội vô địch V-League 2023 và anh có lần thứ tư xuất hiện ở trận siêu cúp bóng đá quốc gia Cúp Thaco năm 2023. Vào chiều ngày 6 tháng 10, Việt Anh sẽ cùng đội bóng áo đỏ đối đầu với câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa và tìm kiếm lần nâng cúp thứ tư. Để chuẩn bị cho trận siêu cúp, Công an Hà Nội đã có 2 trận giao hữu với Bình Dương và Hòa Bình FC. Việt Anh chơi khá tốt, thậm chí suýt ghi bàn ở trận đầu gặp Bình Dương trên sân Hàng Đẫy. Việt Anh đang hòa nhập rất nhanh ở câu lạc bộ mới Công an Hà Nội. Thành thực mà nói, việc rời khỏi Hà Nội FC sau nhiều năm gắn bó và gia nhập Công an Hà Nội không phải quyết định dễ dàng, Việt Anh nói với báo Tiền Phong dưới nắng chiều của Trung tâm Đào tạo trẻ VPF, nơi anh cùng các đồng đội Công an Hà Nội tập luyện cho trận tranh siêu cúp quốc gia 2023 với Đông Á Thanh Hóa. Những ngày đầu tiên tôi có gặp đôi chút khó khăn, nhưng nhận được sự hỗ trợ từ các đồng đội nên tôi nhanh chóng hòa đồng. Một phần lý do vì các cầu thủ ở Công an Hà Nội đều là anh em quen biết nên dễ thích nghi. Trên sân cũng vậy, giữa tôi và các đồng đội có sự bắt nhịp tốt. Theo Việt Anh, môi trường của hai đội, câu lạc bộ Hà Nội và Công an Hà Nội có nhiều khác biệt. Điều này khá dễ hiểu bởi mỗi đội bóng có cách vận hành riêng. Nhưng điểm chung là sở hữu tâm lý của đội bóng lớn, hậu vệ người Thái Bình chia sẻ. Ở đây chúng tôi luôn nỗ lực để chiến thắng mỗi trận đấu, không chấp nhận kết quả nào khác ngoài việc có thắng lợi sau cùng. Việt Anh hào hứng trước mục tiêu cũng như tha. Với tâm lý đó, không khó để xác định mục tiêu của Công an Hà Nội với trận siêu cúp đầu tiên góp mặt, cũng như Việt Anh ở trận đầu ra mắt. Tôi và đội bóng đều hạ quyết tâm sẽ giành siêu cúp, chiếc cúp đầu tiên để bắt đầu mùa giải mới. Với cá nhân tôi, không gì khác ngoài chiến thắng, anh nói. Trước đây Việt Anh luôn nâng siêu cúp vào cuối trận và anh không muốn thay đổi thói quen này. Chưa kể siêu cúp còn mang ý nghĩa đặc biệt với hậu vệ 24 tuổi. Lần đầu Việt Anh chơi trận siêu cúp quốc gia là năm 2019 gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng chính là trận đầu tiên của anh trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội. Và xảy ra khá bất ngờ, hôm ấy Việt Anh không có danh sách đá chính, thế nhưng lại được vào sân ngay phút 6 do chấn thương của Duy Mạnh. Siêu cúp quốc gia 2019 là khởi đầu cho những ngày tháng tiếp theo của tôi, mở ra con đường mới tốt đẹp trong sự nghiệp và tôi luôn nhớ, trân trọng từng phút thi đấu của ngày hôm ấy. Trước và khi bước vào trận đấu quan trọng đấy tôi không khi nào nghĩ sẽ được vào sân. Từ khởi đầu ở siêu cúp 2019, Việt Anh đã phát triển thành hậu vệ hàng đầu Việt Nam. Anh thuộc mẫu hậu vệ hiện đại, chơi toàn diện và không chỉ giỏi phòng ngự còn rất hữu hiệu khi tấn công, đặc biệt là ghi bàn. Lý do vì tôi còn quá trẻ và không tham gia giáo án riêng của đội chính trong các buổi tập, Việt Anh nhớ lại. Thế nên tôi khá bất ngờ khi được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tung vào sân. Điều ngạc nhiên là tôi không gặp chút tâm lý nào, cộng thêm sự động viên của các anh lớn nên chơi khá tự tin. Sang lần thứ hai, trận siêu cúp quốc gia 2020, Việt Anh đã trưởng thành hơn và dần có chỗ đứng trong đội. Không chỉ được tin tưởng đá chính, anh còn trở thành người hùng với pha lập công duy nhất giúp câu lạc bộ Hà Nội đánh bại Viettel và giành siêu cúp. Đó là phút 74 và Việt Anh âm thầm thơm N.